Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Thời nay, con gái chẳng có cho mình bà tiên để hóa phép từ lọ lem thành công chúa, nhưng lại sở hữu một công cụ nhiệm màu không kém, đó chính là công nghệ. Công nghệ mang lại cầu nối với thế giới xung quanh, từ kiến thức chuyên môn cho đến xã hội, giúp rèn luyện tư duy, định hình bản thân và phong cách sống. Với công nghệ và mạng xã hội, con gái có thể trở thành bất cứ ai, YouTuber truyền cảm hứng từ quan điểm sống của mình hay là đang sơ phô diễn những bước nhảy điêu luyện trên nền nhạc hiện đại mọi thứ trước kia tưởng chừng không thể đều trở nên có thể sở hữu công nghệ trong tay con gái tự do thể hiện phong cách nguồn ảnh respo viết tiếp cũng như bao câu chuyện cổ tích khác luôn có vai phản diện thách thức nhân vật chính mặt trái của sự phát triển hiện đại là muôn vàn trở ngại chẳng cái nào giống cái nào mà các bạn gái ngày nay dù muốn hay không vẫn phải đối mặt và tìm cách vượt qua trong số đó có thể kể đến bạo lực mạng, cyberbullying, hình thức bắt nạt, bao gồm những lời đe dọa, công kích, quấy rối với từ ngữ thù ghét thông qua các trang mạng điện tử. Không khó để bắt gặp một bạn gái bị đem ra soi mói về ngoại hình hoặc bình phẩm về khiếm khuyết trên mạng xã hội. Thậm chí nhiều bạn phải hứng chịu công kích từ những người xa lạ mỗi ngày chỉ vì muốn thể hiện quan điểm và chính kiến riêng. Bên cạnh bạo lực mạng, áp lực đồng trang lứa, pi pressure, cũng góp phần tạo nên những trông gai trong cuộc sống đây là tình trạng cá nhân chịu ảnh hưởng từ những người khác thuộc cùng một nhóm xã hội, cùng độ tuổi, lớp học, công ty, buộc phải thay đổi giá trị hoặc hành vi của mình để phù hợp với các chuẩn mực của nhóm. Áp lực đồng trang lứa thời nào cũng có, song chính sự phát triển của mạng xã hội đã làm bàn đạp cho tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến. Thế giới công nghệ cũng mang đến những khó khăn mà các bạn nữ phải đối mặt mỗi ngày, nguồn ảnh, Ileira Makean, Đối diện thách thức hẳn ai cũng sẽ trông trên. Xong, với tinh thần năng động cùng cá tính riêng biệt của một thế hệ trẻ, các bạn gái ghen rét vẫn có cách duyên để vượt qua và vững vàng trên từng bước đi của mình. Niềm tin vào bản thân chính là chìa khóa để các bạn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống, bất chấp trở ngại. Con gái chẳng cần quan tâm các bình luận xấu xí, tiêu cực về ngoại hình của mình. Quan trọng con gái biết mình đang có một lối sống lành mạnh, ăn những món mình thích và làm những điều mình yêu tận hưởng trọn vẹn từng giây phút của cuộc sống giúp con gái luôn có vẻ ngoài dạng dỡ, tạo nên thần thái riêng biệt mà không một lớp makeup hay trang phục nào có thể mang đến. Để khẳng định tinh thần của con gái hiện đại, đông đảo các bạn nữ đã tham gia ghi dấu ấn riêng với thử thách là con gái phải thần thái, do nhãn hàng Diana hàng ngày tổ chức, thông qua việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường mà vẫn tỏa sáng dạng dỡ, thu hút hơn 400 người tham dự cùng hơn 1.000 lượt like, comment và chia sẻ trên mạng xã hội. Thử thách là con gái phải thần thái chính là cam kết của Diana hàng ngày trong việc đã đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn nữ Việt Nam trên hành trình chăm sóc bản thân, trân trọng những giá trị mình sẵn có để từ đó tự tin tỏa sáng và giành lấy spotlight của đời mình. Không chỉ vậy, khi trải nghiệm thử thách là con gái phải thần thái, các bạn gái sẽ có cơ hội sở hữu giải thưởng iPhone 12 64GB, thần thánh cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Diana hàng ngày là sản phẩm băng vệ sinh dùng hàng ngày và đầu cuối chu kỳ, mang lại sự khô thoáng sạch sẽ để con gái thoải mái hoạt động suốt cả ngày dài. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập fanpage Diana Việt Nam, https 2 2 vduvduvduv facebook com diana vn